sau khi Tân Cảnh bị thất thủ, tư lệnh sư đoàn 22 bộ binh chết tại mặt trận, thành phần bộ tham mưu sư đoàn và các cấp chỉ huy cũng như binh sĩ bị bắt làm tù binh hay bị chết, bộ tư lệnh sư đoàn 22 bộ binh tan rã. Vì thế, phòng tuyến kiên cố nhất để bảo vệ thị xã Kon Tum coi như không còn nữa. Đại tá Lý Tổng Bá, tân tư lệnh sư đoàn 23 bộ binh, được chỉ định làm tư lệnh mặt trận Kon Tum. Tướng Ngô Du hy vọng tướng Hoàng Minh Thảo hoãn tấn công vào Kon Tum 5 ngày thôi, thì ông và đại tá Lý Tổng Bá đủ thời gian phối trí quân và đào công sự vững chắc phòng thủ thị xã này. Cộng quân không tiến quân vào Kon Tum sau 5 ngày như tướng Ngô Du dự tính, mà đến 20 ngày sau. Như vậy, sư đoàn 320 và sư đoàn 2 của cộng quân đã bị tổn thất khá nặng trong các cuộc chạm súng trước đây với lữ đoàn dù và sư đoàn 22 bộ binh. Các chiến xa T-54 của địch cũng bị tiêu hao một số tại phi trường Đắc Tô do không quân Việt Nam Cộng Hòa bắn cháy và một số tại đồn Ben Het do Cobra của Hoa Kỳ phá hủy. Vì thế, tướng Hoàng Minh Thảo cần có thời gian củng cố lại đơn vị của ông, chứ không thể mở cuộc tấn công mới ngay được. Phối trí xong lực lượng tại Kon Tum, tướng Ngô Du ngã bệnh nặng. Ông đã điện thoại yêu cầu Tổng thống Thiệu đề cử người thay thế ông. Tại Sài Gòn, Tổng thống Thiệu và Đại tướng Cao Văn Viên tham khảo ý kiến với nhiều vị trung tướng. Sau cùng, Tổng thống Thiệu chọn Thiếu tướng Nguyễn Văn Toàn vì tướng Toàn đồng ý tử thủ Kon Tum. Đầu tháng 5 năm 1972, Tổng thống Thiệu bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Văn Toàn giữ chức vụ tư lệnh quân đoàn 2 thay thế Trung tướng Ngô Du. Đến Pleiku, về đầu tiên của tướng Toàn là tập họp các sĩ quan quân đoàn lại và chỉ trích bộ tham mưu của quân đoàn yếu kém, thiếu khả năng tham mưu nên tình hình quân đoàn mới đen tối như hiện nay. Ông giận dữ và tỏ ý muốn đưa hết các sĩ quan trong bộ tham mưu ra tuyến đầu với các đơn vị để chiến đấu. Sau khi nghe tường trình về tình hình, ông chỉ thị Đại tá Vĩnh Phúc, trưởng phòng 4 quân đoàn, ra làm việc tại phi trường Kon Tum, tiếp nhận vũ khí và đạn dược từ Sài Gòn không vận ra. Thời gian này, phi trường Kon Tum luôn luôn bị pháo kích bằng hỏa tiễn 122 ly, nên có một vài phi cơ C-130 tiếp vận của ta đã bị trúng đạn bốc cháy. Tướng Toàn bay lên Kon Tum, Đại tá Lý Tổng Bá và Đại tá Rottenberry hướng dẫn tướng Toàn thăm tiến đầu bảo vệ Kon Tum về phía bắc 5 km. Tại đây, các sĩ quan các cấp và các binh sĩ sư đoàn 23 bộ binh, mỗi người một chiếc xẻng cá nhân, đang hăng say đào công sự phòng thủ. Tướng Toàn vui vẻ an ủi, khích lệ và nhắn nhủ mọi người phải cố gắng chuẩn bị chiến đấu, quyết tâm tử thủ. Ông chỉ thị cho đại tá Lý Tổng Bá và các trung đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng phải chọn một số binh sĩ can đảm để thành lập ngay các tổ chống chiến xa bằng súng M72, cho các binh sĩ này thực tập tác xạ để họ tin tưởng rằng vũ khí M72 có thể tiêu diệt được các chiến xa T-54. Ông cho đại tá Bá biết ông sẽ cho không vận trung đoàn còn lại của sư đoàn 23 bộ binh tại Ba Mê Thuột lên Kon Tum để đại tá Bá có đầy đủ quân số và thống nhất chỉ huy. Về hành chính, tướng Toàn chỉ thị cho đại tá Nguyễn Bá Long, tỉnh trưởng Kon Tum, phải lo trấn an dân, làm cho họ tin tưởng vào chính phủ và quân đội, khuyến khích dân chúng phải hết sức ủng hộ quân đoàn để tử thủ. Trở về Pleiku, tướng Toàn bàn ngay với cố vấn Paul Van nhiều giờ về kế hoạch bảo vệ Kon Tum. Về hành quân, tướng Toàn chỉ thị trung tá Nguyễn Đức Dung, chỉ huy lữ đoàn 2 thiết giáp với một liên đoàn biệt động quân tăng cường, phải đem các chiến xa lên Kon Tum bằng mọi giá. Ông nói rằng không cần thanh toán các lực lượng địch chốt tại đèo Chu Pao, mất thì giờ, phải mở quốc lộ 14 bis vòng quanh sau lưng địch để đi. Ông chỉ thị trong 3 ngày phải thực hiện xong cuộc hành quân này. Cuộc hành quân của Trung tá Dung gặp rất nhiều khó khăn vì sức kháng cự của cộng quân rất mãnh liệt. Nhưng với quyết tâm thi hành đúng chỉ thị của tư lệnh quân đoàn, lữ đoàn 2 thiết giáp và biệt động quân đã thanh toán và đè bẹp các lực lượng của cộng quân, mở được quốc lộ 14 bis quanh đèo Chu Pao, đem nhiều chiến xa lên mặt trận Kon Tum đúng ngày. Tính đến ngày thứ 3, kể từ ngày nhậm chức, tướng Toàn đã tăng cường cho đại tá Lý Tổng Bá một trung đoàn bộ binh, một liên đoàn biệt động quân,
Trên 20 chiến xa thiết giáp, nhiều đạn dược nguyên liệu và thuốc men mới được không vận từ Sài Gòn lên. Số đạn dược và nhiên liệu này đủ để bảo đảm cho các đơn vị tại Kon Tum phòng thủ trong thời gian một tháng. Tình hình Kon Tum bắt đầu sôi động. Các hỏa tiễn 122 ly của địch cứ đều đều rót vào các căn cứ quân sự và phi trường Kon Tum, làm tinh thần dân và quân luôn luôn bị căng thẳng. Về tình báo, tướng Toàn chỉ thị phòng 2 quân đoàn phải báo cáo cho ông biết trước ngày giờ cộng quân tấn công vào Kon Tum và làm gấp kế hoạch trải thảm B-52 phía bắc tuyến đầu của ta để ông và Paul Van áp dụng kế hoạch khi địch tấn công. Hôm sau, phòng 2 trình lên ông kế hoạch 100 box B-52, mỗi box chiều dài 3 km, chiều ngang 1 km, chặn đứng các mũi tấn công và tiêu diệt các ổ phòng không của địch, căn cứ vào địa hình, địa vật và tin tức bằng không ảnh. Tướng Toàn và ông Paul Van đã chấp nhận hoàn toàn ý kiến của phòng 2. Tướng Toàn rất chú trọng đến vai trò tình báo, nhất là các toán tình báo kỹ thuật điện tử. Vào ngày 13 tháng 5 năm 72, nhân viên kỹ thuật báo cáo đã bắt được mật điện của B-3. Trong mật điện này, Bộ Tư lệnh B-3 Cộng sản ra định như sau. Mũi tấn công hướng Bắc sư đoàn, stop, tăng cường mỗi sư đoàn 10 T-54, stop. Ngày giờ tấn công hướng Tây Bắc sư đoàn 320, stop. Ngày giờ tấn công 5 giờ ngày 14 tháng 5 năm 72. Phòng 2 quân đoàn vội vàng chỉnh nghe tin này cho tướng Toàn. Đọc xong mật điện, ông liền bay lên Kon Tum. Trong giao thông hào của tuyến đầu, tướng Toàn và đại tá Lý Tổng Bá đi từng hầm để nhắn nhủ từng binh sĩ hãy can đảm nằm yên tại chỗ khi địch tấn công. Tướng Toàn nói, khi địch nổ súng thì sẽ có B-52 thả ngay trên đầu địch. Các em phải chịu khó bịt tai lại và hạ miệng để bớt áp lực của bom nổ. Áp lực của bom sẽ rất lớn đối với các binh sĩ của ta, vì theo kế hoạch đã vạch sẵn, B-52 sẽ thả bom sát quân ta ở mức an toàn là 500m thay vì 1000m như thường lệ. Tại hầm chỉ huy sư đoàn 23 bộ binh, tướng Toàn, đại tá Bá, đại tá Rottenberry nghiên cứu trên bản đồ và thảo luận vị trí tường bóc mà B-52 sẽ dội bom xuống và thời gian dội. Ông Paul Van gọi máy yêu cầu không quân chiến lược Hoa Kỳ tại Thái Lan để thảo luận về cách thức trải các box B-52 cho thật hợp với tình hình mặt trận ở dưới đất. Đêm 13, dạng 14 tháng 2 năm 72, tướng Toàn và Bộ Tham mưu Việt Mỹ đều thức suốt đêm theo dõi tình hình từng phút và hồi hộp chờ đợi. Phi đoàn A-37 của sư đoàn 6 không quân tại Pleiku túc trực 100%. Nhiều cặp phi cơ trực thăng võ trang Cobra của Hoa Kỳ đã ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu kể từ 12 giờ đêm. Hai phi đoàn B-52 từ đảo Guam và Satahit ở Thái Lan đã cất cánh và xuất hiện trên bầu trời biển Thái Bình Dương. Tất cả hồi hộp chờ đợi giờ G, tức là 5 giờ sáng. Kém 5 phút đến 5 giờ sáng, đại tá Bá báo cáo trên máy rất lớn, địch đã bắt đầu nổ súng. Đúng 5 giờ ngày 14 tháng 2 năm 72, tất cả 25 box B-52 đồng loạt bấm nút thả xuống trên 3.000 quả bom đủ loại từ 100 pound đến 500 pound trên đầu sư đoàn 320 và sư đoàn 2 của cộng quân. Tiếng nổ long trời lở đất, khói bụi bay mịt mù. Tổng diện tích trải thảm của các B-52 là 75 km2. Tiếp theo, từng đoàn A-37 và AD-6 của sư đoàn 6 không quân Việt Nam bay vào mục tiêu tiếp tục bắn vào các chiến xa và các ổ phòng không địch. Vì bị áp lực quá mạnh của bom, nhiều đoàn quân của cộng quân bị ngất ngư đã hốt hoảng chạy lui về phía sau, lại bị trực thăng võ trang Cobra bọc hậu thanh toán rất nhiều. Tại tuyến đầu, 9 chiến xa T-54 của địch nằm ngoài khu ném bom của B-52 đã hốt hoảng lao vào phía ta và đã bị các chiến xa của ta bắn cháy mất 6 chiếc. 3 chiếc còn lại bỏ chạy, nhưng vì các chiến binh của cộng quân điều khiển các xe này đã bị sức dội quá mạnh của B-52, không còn chủ động được, nên các binh sĩ của ta đã nhào ra bắt sống. Một giờ sau, tướng Toàn bay vào vùng thả bom B-52 để kiểm soát, thì thấy rất nhiều xác của cộng quân trong các hố bom không thể đếm hết được. Không quân ta và không quân Hoa Kỳ tiếp tục thanh toán tàn quân và các ổ phòng không địch trong vùng suốt ngày 14 tháng 5 năm 72.
Chắc chắn tướng Hoàng Minh Thảo, tư lệnh mặt trận B3, đã phải ôm hận vì đã gặp phải một đối thủ nguy hiểm là tướng Toàn, một vị tướng có nhiều kinh nghiệm trên chiến trường. Theo ước tính về phía Hoa Kỳ, trong cuộc tấn công này, địch đã thiệt mất ít nhất 1.000 người và 20 chiến xa T-54. Quân ta đã thắng trận đầu. Các chiến xa T-54 của địch mà ta bắt sống được mang về triển lãm tại Sài Gòn. Cộng sản tấn công lần 2 vào Kon Tum. Thị xã Kon Tum nằm trong một thung lũng, chung quanh là đồi núi cao. Bên cạnh bờ sông Dapla nằm về hướng Bắc. Con sông Dapla uốn quanh như con rồng rất đẹp, và cảnh hai bên bờ sông rất thơ mộng. Kế hoạch phòng thủ Kon Tum được giao cho sư đoàn 23 bộ binh của Đại tá Lý Tổng Bá. Sư đoàn này có nhiệm vụ đảm trách ba mặt nặng nhất của tỉnh là Đông, Tây và Bắc. Phía Bắc thị xã dọc quốc lộ 14, nối liền tân cảnh Kon Tum, cách thị xã khoảng 2 km. Trung đoàn 44 bộ binh lập một tuyến phòng thủ chắn ngang quốc lộ 14. Trung đoàn 45 chấn ngự ở mặt phía đông thị xã. Trung đoàn 53 còn lại chấn ngự tại phía tây. Hướng nam có phần nhẹ hơn, nhờ có chướng ngại vật của thiên nhiên là con sông Đắk Bla nên giao cho địa phương quân và nghĩa quân đảm nhiệm. Sự thảm bại cay đắng trong trận ngày 14 tháng 5 năm 72, tướng Hoàng Minh Thảo và cộng quân đã phải kiểm thảo rất chu đáo để rút kinh nghiệm. Một câu hỏi quan trọng đã được tướng Hoàng Minh Thảo đặt ra: tại sao đối phương biết rõ được lực lượng và ngày giờ cộng quân sẽ tấn công để sử dụng B-52 ổ ạt? Tướng Thảo đoán rằng có thể kỹ thuật rà bắt điện đài của đối phương rất cao, cho nên đã bắt được tất cả những mật lệnh mà bộ tư lệnh B-3 của ông đã đánh đi. Rút kinh nghiệm, tướng Thảo không sử dụng điện đài nữa mà sử dụng điện thoại và người để liên lạc. Vì thế, sau ngày 14 tháng 5 năm 72, cả toán kỹ thuật của quân đoàn 2 đều ngạc nhiên không thấy địch lên máy nữa. Tướng Toàn được phúc trình về sự việc này và ông ước tính địch còn khả năng tấn công ta vài đợt nữa trong những ngày sắp tới. Ông ra lệnh cho quân đoàn nên cẩn thận, không nên khinh địch. Tình báo quân đoàn 2 đã cho các biệt kích lọt vào các khu hậu cần của địch, sử dụng máy điện thám, nghe lén điện thoại nhưng chưa ghi nhận được điều gì quan trọng. Và sáng sớm ngày 20 tháng 5 năm 72, Thiếu tá Hưng, trưởng phòng 2, tiểu khu Kon Tum, báo khẩn cấp là quân Cộng sản đang tấn công Kon Tum. Các đơn vị đặc công Cộng sản đã vượt qua sông, tiến vào, chiếm được gần nửa thành phố. Bị bất ngờ, đại tá tiểu đoàn trưởng phòng 2 quân đoàn hoảng hốt chạy vội vào trung tâm hành quân của quân đoàn để tìm hiểu thật hư. Đại tá Long, tỉnh trưởng Kon Tum, cho biết có độ 2 tiểu đoàn đặc công của cộng quân đã lợi dụng đêm tối có nhiều sương mù lội qua sông và tiến chiếm được phi trường, kho đạn và khu tòa giám mục trong thành phố. Cuộc giao tranh giữa các đơn vị của sư đoàn 23 của địa phương quân và nghĩa quân với địch quân rất dữ dội. Đúng 5 giờ sáng, tướng Toàn được báo cáo về cuộc tấn công này. Ông đã hối hả chạy vào quân đoàn và dọa đưa trưởng phòng 2 quân đoàn ra tòa án quân sự. Ông hỏi tại sao để cho đặc công cộng quân và chiếm thị xã Kon Tum mà không hay biết. Lúc 6 giờ sáng ngày 20 tháng 5 năm 72, tướng Toàn bay lên Kon Tum đến bộ chỉ huy của đại tá Lý Tổng Bá. Nơi đây đang bị pháo kích cho nên trực thăng đã phải tìm cách lượn qua tránh đạn mới đáp xuống được. Trực thăng vừa đáp xuống thì tướng Toàn đã thấy đại tá Bá và bộ tham mưu của ông đang hốt hoảng chạy ra khỏi hầm chỉ huy và hình như đang muốn di chuyển đi nơi khác. Mặc dù tiếng đại liên và AK-47 nổ chát chúa rất gần, tướng Toàn vẫn bình tĩnh nói lớn với đại tá Bá: "Tử thủ, ông và tôi không chết ở nơi đây đâu, không chạy đâu hết." Ông yêu cầu đại tá Bá cho biết tình hình thế nào. Đại tá Bá chỉ vào khu nghĩa địa của thành phố cách hầm chỉ huy của ông độ 300m và cho biết một đại đội đặc công của địch đang cố thủ ở đó. Ông đã sử dụng một đơn vị tinh nhuệ nhất của sư đoàn nhằm chiếm lại khu vực này, nhưng gặp sự kháng cự rất mãnh liệt. Hai chiếc chiến xa bị cháy và đơn vị này chưa tiến lên được. Tướng Toàn bảo đưa máy cho ông chỉ huy và chỉ thị trong máy: "Tư lệnh quân đoàn ra lệnh bằng mọi giá phải thanh toán sạch đặc công cộng quân đó. Tôi đang đứng đằng sau các anh và chờ kết quả đây." Một tiểu đoàn của trung đoàn 44 vừa tới nghĩa trang đã chạm địch rất ác liệt. Địch quân từ hồi đêm
đã đào công sự phòng thủ khắp nghĩa trang. Trận chiến rất ác liệt, giành giật từng nấm mộ. Địch quân đã ẩn núp từ các nhà dân, nổ giòn giã chào đón các chiến sĩ xung kích đi đầu. Sau một giờ đánh nhau ác liệt với đặc công của địch, vị đại đội trưởng chỉ huy trận địa báo cáo trong máy: "Tôi đã thanh toán xong đặc công tại khu nghĩa địa." Tướng Toản đáp: "Tốt, tôi sẽ thưởng công cho anh." Mặt trận, tòa tổng giám mục Kon Tum. Đại tá Nguyễn Bá Long, tỉnh trưởng Kon Tum, chạy qua trình diện tướng Toản đã bị xỉ vả một trận tơi bời. Sau đó, tướng Toản bảo đại tá Long cùng ông lên xe chạy thẳng vào khu tòa tổng giám mục. Đại tá Long hướng dẫn tướng Toản đến quan sát các ổ kháng cự của đặc công cộng quân trong các tòa nhà được xây cất kiên cố từ thời Pháp trong khu tòa tổng giám mục, đang chống trả với lực lượng tái chiếm của sư đoàn 23 bộ binh. Tướng Toản liền tăng cường cho đại tá Long 5 chiến xa, một liên đoàn bị động quân và chỉ thị nếu cần phải bắn sập một vài tòa nhà trong khu tòa giám mục để tiêu diệt đặc công thì cứ làm, sau này chính phủ sẽ xây cất lại. Nhưng phải cố gắng đừng gây thiệt hại về nhân mạng cho dân chúng đang ở trong khu. Càng ngày, địch càng suy sụp và hai ngày sau, lực lượng của đại tá Bá và đại tá Long mới thanh toán sạch sẽ các lực lượng đặc công cộng sản trong thành phố. Cuộc tấn công của đặc công cộng quân đã bị ta thanh toán trong 3 ngày. Các đơn vị chính quy của cộng quân được bố trí xung quanh để tiến vào thị xã phối hợp tác chiến nội công ngoại kích với đặc công đã bị các đơn vị bộ chiến của sư đoàn 23 chặn đứng và pháo đài bay B-52 cùng không quân ta tiêu diệt. Cuộc tấn công đợt 2 tiến chiếm Kon Tum đã bị thất bại. Tướng Văn Toản tin là địch quân còn khả năng tấn công ta đợt 3 trong vòng 10 ngày tới. Vì sư đoàn 968 trừ bị của mặt trận B3 của tướng Hoàng Minh Thảo còn chưa ra quân. Ước tính mức độ và cường độ đợt 3 yếu hơn đợt 1, tướng Toản và ông Paul Van tiếp tục nghiên cứu và sử dụng kế hoạch dùng B-52 để tiêu diệt địch quân. Đúng 5 giờ sáng ngày 28 tháng 5 năm 72, cộng quân tấn công đợt 3 và Kon Tum bằng 3 mũi chính. Mũi 1 từ hướng Bắc do lực lượng sư đoàn 2 cộng quân. Mũi 2 từ hướng Tây Bắc do lực lượng sư đoàn 320. Mũi 1 và 2 đã gặp sự kháng cự mãnh liệt của các chiến sĩ sư đoàn 23 bộ binh. Địch đã xung phong nhiều đợt để cố chiếm tuyến phòng thủ đầu của ta, nhưng đều bị đẩy lui. Phi cơ chiến đấu của không đoàn 72 thuộc sư đoàn 2 không quân tại Pleiku xuất trận liên tục để yểm trợ quân ta tại tuyến đầu. Mũi 3 từ hướng Nam do lực lượng sư đoàn 968, một lực lượng trừ bị của tướng Hoàng Minh Thảo phụ trách. Lực lượng này mới tham gia trận Kon Tum lần đầu, chưa nếm mùi B-52 nên khí thế có vẻ dũng mãnh hơn mũi 1 và 2. Nhờ sông Đắc Bla bọc quanh phía nam thị xã là một chướng ngại vật thiên nhiên ngăn chặn không cho địch tiến quân một cách dễ dàng. Sư đoàn 968 cố gắng vượt sông nhưng bị các phòng tuyến của địa phương quân và nghĩa quân ngăn chặn. Nhờ các phi tuần của không quân Việt Nam và không quân Hoa Kỳ cất cánh từ Thái Lan trợ chiến, sau đó các phi vụ B-52 đến trải thảm. Trong ngày 28 tháng 5 năm 72, hai bên quần thảo nhau suốt ngày. Cho đến tối, địch vẫn không chiếm được vị trí nào của ta. Tướng Hoàng Minh Thảo thấy không thể kéo dài cuộc tấn công vì sợ B-52 đến dội bom, đã ra lệnh rút lui thật nhanh.